Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Cẩm Phượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh An Ninh để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Trước đó, Công an huyện Trà Ôn tiếp nhận tin báo của bà Đặng Thị Tư về việc sau khi mở két sắt kiểm tra giấy tờ thì đã phát hiện mất hơn 100 lượng vàng đã cất giấu ở trong két nhiều năm. Qua điều tra, cơ quan công an bắt giữ Huỳnh Cẩm Phượng sinh năm 1964 là cháu, gọi nạn nhân là dì ruột. Phượng khai nhận đã lấy trộm số vàng trên. Và Huỳnh An Ninh là em ruột của Phượng biết chuyện thế nhưng lại không tố giác tội phạm.